Giới thiệu anh em giải pháp chống nóng cho mùa hè cực kỳ hiệu quả luôn. Đây là một cái công nghệ mới nhất của năm 2024. Đó là có thể đề nổ từ rất là xa. Bởi vì cái thiết bị này mình giới thiệu đó là đề nổ, có cắm sim 4G. Nên là anh em ở Mỹ, ở Sài Gòn đề nổ xe ở Hà Nội, hay là ở nhà chúng ta có thể đề nổ chiếc xe này ở ngoài bãi xe. Và đặc biệt là có rất nhiều cái tính năng mà cực kỳ hay ho mà mình muốn giới thiệu cho anh em trong ngày hôm nay. Thì đây là cái sản phẩm D-Smart. Cái bộ sản phẩm này thì nó sẽ lắp được rất nhiều cái dòng xe khác nhau. Ví dụ trên tay mình đây là cái bộ của Mazda CX5 này, CX8 này. Đấy, đời thì nó rất là xa luôn. Và thêm nữa thì nó sẽ có một số cái thiết bị cho những cái dòng xe khác như là Kia, Hyundai, đấy, Honda hay là Toyota. Như đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cho anh em là bộ đề nổ này nó sẽ hoạt động được ở trên cái chìa khóa zin của xe. Đấy nhá. Ví dụ như anh em đang uống cà phê, anh em uống cà phê và mình muốn đề nổ chiếc xe thì mình chỉ việc là bấm này, anh em nhìn nha. 1 này, 2 này, 3 này. Đấy. Thì chiếc xe nó sẽ đề nổ lên rồi. Đấy. Và tất nhiên là nó vẫn khóa cửa lại anh em nhé. Khóa cửa đầy đủ. Đấy. Giúp cho chúng ta không gian bên trong mát mẻ. Còn nếu mà muốn mở ra chúng ta phải bấm. Đấy. Là chiếc xe nó đã nổ rồi. Thì đây là cái công nghệ từ ngày xưa mình đã giới thiệu rất nhiều, giúp cho anh em chống nóng mùa hè. Đấy. Tuy nhiên đây mới là cái hay này. Có nghĩa là nó có thể đề nổ. Tất nhiên là tắt máy nha anh em, cũng có thể tắt máy trên điện thoại cũng được, hoặc là tắt máy ở trên chìa khóa cũng được. Đây, nhưng mà tính năng của nó hay này là nó sử dụng bằng điện thoại. Đấy. Và chúng ta có thể là mở khóa này hay là đóng khóa ở hoàn toàn trên này luôn anh em. Ví dụ mở khóa này. Đấy, là cái đèn nó sẽ nháy và khóa lại. Thì cái đèn nó sẽ nháy cho chúng ta. Đấy. Và cái hay nữa ấy, là trên cái bộ này nó hiện lên toàn bộ, ví dụ như là chiếc xe đang on này, bình đang là bao nhiêu volt. Nếu anh em để lâu thì chúng ta sẽ biết được cái bình xe mình còn có hoạt động nữa hay không. Đấy, ngoài ra nữa thì nó sẽ báo mở cửa này. Em dai lại mở cho anh cái cửa trên xe cái. Đấy, hơi hé cửa nhá. Hé cửa thôi. Đây là nó báo luôn. Rồi em đóng cửa lại cho anh. Đấy, là nó sẽ báo đóng mở cửa luôn. Và thậm chí là bật đèn hay là động cơ hoạt động thì nó hiện lên hết. Nhưng cái hay nữa ấy, trên cái bộ này ngoài là những tính năng như là mở cửa, khóa cửa, đề nổ, thì nó còn có một cái tính năng đó là đề nổ rất xa trên điện thoại. Có nghĩa là anh em đi ví dụ như mình không ở gần đây đi, mà nhà của mình thì ở bên trong làng, mà chúng ta muốn đề nổ chiếc xe này ở ngoài bãi, thì anh em chỉ việc là bấm ở trên này để nổ. Cái này hoạt động hoàn toàn bằng 4G. Đấy. Đấy, thì chiếc xe nó sẽ nổ của chúng ta. Và như vậy thì chúng ta lên xe sẽ vô cùng là mát mẻ. Đặc biệt nó có thêm một cái tính năng nữa mà mình nghĩ là cái tính năng này là tính năng rất hay. Bởi vì cái bộ này mình dùng khá là lâu trên xe của mình, từ ngày xưa có thể chuyển giao được như này. Ví dụ nhá, bình thường như vậy là cái chìa khóa này mình không cần cầm nữa, mà mình hoàn toàn là chỉ cần cầm điện thoại. Nhưng nếu như mà bạn bè, anh em hay là ai đấy muốn mượn xe của mình thì không cần là chuyển cái điện thoại này cho họ, cũng không cần cầm cái chìa khóa mà đưa cho họ nữa, mà mình chỉ cần đây. Tính năng này hay này. Chúng ta vào cài đặt nhá, quản lý xe nhá. Chúng ta ở đây có hai cái hình người này. Đấy, hai hình người bấm vào đây. Và chúng ta có thể ủy quyền cho bất kỳ một người nào đấy mà họ muốn mượn xe của mình. Ví dụ nhá, ủy quyền trong danh bạ điện thoại của mình có ai. Đây. Đấy, mình sẽ tìm trong cái danh bạ. Thì ví dụ như anh này đi. Đấy, số điện thoại này đi. Và ngày bắt đầu mượn xe cũng như là ngày kết thúc chúng ta có cài được. Ví dụ như là trong trường hợp mà chúng ta muốn cho cái người này mượn, ví dụ như là đây là ngày mùng 5 tháng 4 này. Bây giờ chúng ta cho mượn đến ngày mùng 5 tháng 5. Ok. Và chúng ta lưu lại thì cái người mà cho được mượn xe này họ chỉ được mượn được 1 tháng thôi, hoặc là được mượn 2 ngày, hoặc là được mượn 1 ngày. Đấy, thì cái này là tùy chúng ta cài đặt mà anh em không mà lo là mất xe hay là kiểu như cho mượn có 1 ngày mà đi 2 ngày là không thể đi được. Và đến khi mà ví dụ như anh em không muốn cho mượn nữa, chúng ta hủy đi. Ngoài ra nhá, nó có thêm một cái tính năng nữa đó là theo dõi chiếc xe này đang ở đâu để giúp chúng ta xác định chính xác nhá. Và khi mà ở đây nó có này, đi tới xe anh em mà biết đến cái AirTag của iPhone ấy, thì đây không khác gì cả. Nó sẽ chỉ cho chúng ta đến đúng cái vị trí mà chiếc xe chúng ta đang gửi. Anh em nào hay quên mà hay gửi xe lung tung là nó sẽ có ngay. Đấy. Ngoài ra nữa nó có thêm một cái tính năng, đó là cho chúng ta biết được lịch sử của chiếc xe này chạy trong vòng 90 ngày. Đậu ở đâu, nổ máy như thế nào là hiện lên hết. Đấy, giúp anh em có thể quản lý được cái chiếc xe của mình mà không lo là gì chạy ở đây rồi lại bảo là không ở đấy. Đấy, nên là cái này nó sẽ lưu được hết lịch sử. Cái này nó là có cái điều hay cho anh em, nhưng có điều dở. Nhiều lúc đi đâu nó cứ theo dõi mình. Nhưng mà cái này thì chỉ có chủ xe chúng ta mới biết được thôi. Và người ủy quyền thì chúng ta có thể cho biết hoặc là không cho biết. Đấy, thì đây là cái bộ sản phẩm mà nó sẽ cắm rắc zin này. Đây mình quay đến cho anh em này. Quá trình lắp đặt của bộ này thì nó cũng rất là đơn giản anh em. Nó sẽ có hai cái thiết bị. Đây là một cái MCU của nó, giúp chiếc xe có thể để nổ ở trên gọi là chìa khóa. Nhưng nó có thêm một cái mô đun nữa. Đây anh em, mô đun 4G. Có nghĩa là anh em cắm thêm mô đun này là chúng ta sẽ mất tiền. Tuy nhiên ấy, là chúng ta sẽ để nổ được rất xa và quản lý được chiếc xe. Và tất cả là rắc cắm này. Đấy, nó sẽ sử dụng rắc cắm zin theo xe mà anh em không cần phải lo gì cả. Đấy, lắp đặt thì nó sẽ rất là nhanh và được cho rất là nhiều dòng xe. Đấy, cái bộ đề nổ này thì bên mình có sẵn tất cả các dòng xe. Nếu mà các đại ca có nhu cầu liên hệ cho anh em Chung Auto, thì bên mình chuyên lắp đặt cũng như là nâng cấp cái sản phẩm này rất là nhiều. Đối với những cái dòng xe mà có nút start top thì đều làm được anh em nhé. Và đối với một số cái dòng xe mà nó chưa có nút start top thì anh em có thể là lắp cái bộ đấy. Đây là cái bộ start top này, thì nó sẽ có hai cái chìa khóa thông minh luôn. Đấy, đây là những dòng xe đời cũ, những dòng xe mà đang phải chọc chìa khóa vào sau rồi để nổ bằng cơ, thì anh em có thể độ cái bộ này vào thì nó cũng được tất cả những cái tính năng là để nổ từ xa ở trên điện thoại. Đấy, cả nhà có nhu cầu thì liên hệ cho anh em Chung Auto nhá. Bên mình thì chia ra từng cái tổ đội một để lắp đặt cho anh em. Ví dụ là dán phim là tổ riêng này, độ đèn là tổ riêng này, hay là những cái đội này là hoàn toàn riêng biệt, để giúp quá trình lắp đặt nó sẽ nhanh nhất và mức giá cũng vô cùng hợp lý. Đấy, anh em mà có nhu cầu liên hệ cho anh em Chung Auto. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Bye bye.